Vâng, kính thưa quý vị, xin mời quý vị cùng quay trở lại với bản tin FPNC ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản đã tăng trưởng trong quý 1 năm nay với tốc độ nhanh nhất trong vòng 1 năm nhờ vào xuất khẩu dồi dào cũng như sự gia tăng của tiêu dùng cá nhân. Theo số liệu của chính phủ Nhật Bản đưa ra ngày 18 tháng 5, kinh tế Nhật Bản đã tăng trưởng trong quý 1 với tốc độ nhanh nhất trong vòng 1 năm nhờ xuất khẩu dồi dào và sự gia tăng của tiêu dùng cá nhân. GDP Nhật Bản đã tăng 2,2% trong quý 1 so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức dự đoán của thị trường là 1,7%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất kể từ quý 1 năm 2016. Nói tóm lại, chính phủ vẫn giữ quan điểm chung rằng kinh tế Nhật Bản đang ở trong xu thế phục hồi vừa phải, bất chấp xu thế này chỉ là tạm thời hay không. Số liệu này đã làm yên lòng các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và họ hy vọng rằng nền kinh tế sẽ có đà để tăng tỷ lệ lạm phát đang ở mức dưới 2%. Tăng trưởng GDP trong quý 1 của Nhật như vậy đã vượt GDP của khu vực đồng euro với 1,8% và tăng trưởng GDP của Mỹ với 0,7%. Kính thưa quý vị, tại một đất nước Hồi giáo như Iran thì tình trạng phân biệt đối xử với nữ giới vẫn còn rất trầm trọng. Tuy nhiên thì giữa lúc nước này đang bước vào thời kỳ bầu cử tổng thống mới thì vai trò của nữ giới đã thể hiện rõ ràng hơn rất nhiều. Là một trong những người ủng hộ tổng thống Hassan Rouhani, cô sinh viên 19 tuổi Ghazaleh Ebrahimi dành 3 ngày mỗi tuần để phân phát tờ rơi kêu gọi sự ủng hộ cho đương kim tổng thống. Ghazaleh cho biết cô tình nguyện làm việc này vì cô lo lắng cho tương lai của đất nước. Tôi rất lo cho tương lai của Iran, vì vậy tôi muốn nói với các cử tri những gì mà tôi biết. Tôi muốn giải thích cho họ hiểu chính sách và những số liệu thống kê. Trở lại năm 2013, cử tri nữ đóng góp rất nhiều cho chiến thắng của ông Rouhani. Trong đợt bầu cử lần này cũng có rất nhiều cử tri nữ ủng hộ ông. Nguyên nhân là do ông là ứng cử viên tổng thống duy nhất có những cuộc kêu gọi vận động nhắm đến nữ giới. Trong chiến dịch diễn ra vào tuần trước, ông đã cam kết tạo ra nhiều việc làm hơn cho công dân nữ. Phụ nữ từng có rất ít cơ hội việc làm. Trong nhiệm kỳ của ông Rouhani, họ đã có nhiều cơ hội hơn. Chẳng hạn, số liệu cho thấy 53% số việc làm mới được tạo ra thuộc về nữ giới. Đó là một tin tốt đối với chúng tôi. Trong trường đại học, nhiều sinh viên đã lạc quan hơn về tương lai. Nhiều người từng có ý định ra nước ngoài sinh sống, nhưng họ đã đổi ý. Nay cũng đã có nhiều người khởi nghiệp hoặc năng nổ tìm việc ở Iran. Bản thân nữ sinh Ghazaleh cũng ấp ủ ý định khởi nghiệp. Ngày 19 tháng 5 tới đây, cô sẽ đi bỏ phiếu lần đầu tiên trong đời với niềm hy vọng vào một đất nước cởi mở và trân trọng nữ giới hơn. Trung Quốc đang chuẩn bị những bước cuối cùng để thiết lập chuẩn giá dầu tương lai riêng của nước này trong năm nay. Và kính thưa quý vị, đây là động thái gia tăng tầm ảnh hưởng của nước này lên thị trường dầu thế giới. Sàn năng lượng quốc tế Thượng Hải INE vừa cho biết, chuẩn giá dầu tương lai của Trung Quốc sẽ được công bố trong năm nay. Chuẩn giá dầu của Trung Quốc được cho là có thể dùng để tham khảo tương tự như chuẩn giá dầu WTI của Mỹ hay giá dầu Brent. Theo INE, thì chuẩn giá dầu mới được thiết lập nhằm chống lại tình trạng lũng đoạn thị trường dầu. Đồng thời đây cũng là nỗ lực của Trung Quốc nhằm củng cố vị trí nền kinh tế dẫn đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cùng với chuẩn giá dầu mới, các hợp đồng dầu tương lai của Trung Quốc sẽ được giao dịch tại INE. Hôm 11 tháng 5, Trung tâm Giao dịch Năng lượng Trung Quốc đã ban hành 13 quy định giao dịch dầu thô tương lai. Văn bản này đã được Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc phê duyệt. Nghị viện châu Âu mới đây đã lên án tình hình mà họ gọi là suy thoái nghiêm trọng trong hệ thống pháp quyền và các quyền cơ bản ở Hungary. Nghị viện châu Âu mới đây lên án tình hình mà họ gọi là suy thoái nghiêm trọng trong hệ thống pháp quyền và các quyền cơ bản ở Hungary. Điều này có thể khởi đầu cho tiến trình loại quyền bỏ phiếu của Hungary trong Liên minh châu Âu. Luật đồng thuận của EU có nghĩa là chính phủ có tư tưởng dân tộc của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán khó có thể bị tước bỏ quyền bỏ phiếu vì đồng minh của Hungary là Ba Lan có thể phủ quyết động thái của EU. Tuy nhiên, nghị quyết của Nghị viện châu Âu được 393 đại biểu ủng hộ và 221 người chống lại đã gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Hungary rằng các hành động của nước này đang được theo dõi sát sao. Nghị viện châu Âu ra thông cáo cho biết các diễn biến gần đây ở Hungary đã dẫn tới sự suy thoái nghiêm trọng trong hệ thống pháp quyền, dân chủ và các quyền cơ bản và thách thức EU hành động để bảo vệ các giá trị cơ bản của mình. Từ khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán lên cầm quyền vào năm 2010, ông này đã xóa bỏ các biện pháp kiểm soát quyền lực của mình bằng cách kiểm soát quá mức lên báo chí Hungary, ngăn chặn thẩm quyền của Tòa án Hiến pháp và đặt những người trung thành với ông ta vào các vị trí cao trong cơ quan cầm quyền. Nghị viện châu Âu cũng yêu cầu Ủy ban châu Âu giám sát chặt chẽ việc sử dụng tiền từ EU của Hungary và kêu gọi nước này hủy bỏ những luật lệ siết chặt quy định đối với người xin tị nạn và các tổ chức phi chính phủ. Kính thưa quý vị, nông nghiệp Việt Nam những năm gần đây luôn nóng với những chiến dịch như là giải cứu nông sản từ thanh long, dưa hấu đến chuối hay cà chua và gần đây nhất là thịt heo thưa quý vị. Câu chuyện vì sao nông sản Việt cứ vướng vào các chiến dịch để giải cứu cũng đã được không ít các chuyên gia đem ra mổ xẻ. Tuy nhiên thì vấn đề có lẽ vẫn chưa tìm được giải pháp hữu hiệu khi các chiến dịch giải cứu vẫn liên tục lặp lại qua các năm. Nhiều chuyên gia cho rằng là sản xuất nông nghiệp manh mún, không theo chuỗi, không quản lý chất lượng chính là nguyên nhân của vấn đề. Nhưng nếu mà sản xuất theo chuỗi, nông sản Việt liệu có thoát khỏi các chiến dịch giải cứu hay không? Câu trả lời hy vọng sẽ có trong phóng sự ngay sau đây.
Đầu năm nay, khi các nông dân trồng chuối tại Đồng Nai đang điêu đứng với việc giá chuối rớt thảm, chỉ còn chưa tới 1.000 đồng một ký do không có người mua, toàn tỉnh Đồng Nai và nhiều địa phương khác khi đó đã phải chung tay vào việc giải cứu chuối cho nông dân Đồng Nai. Cùng thời điểm, không ít phương tiện truyền thông đưa tin một số trang trại trồng chuối theo tiêu chuẩn xuất khẩu của các doanh nghiệp liên kết với nông dân tại Long An lại đang cháy hàng vì không đủ chuối cung cấp cho các thị trường nhập khẩu như Nhật Bản, v.v. Hai thực tế trái ngược đã đặt lại vấn đề cho sản xuất chuối ở Đồng Nai. Theo đó, không ít chuyên gia cho rằng việc sản xuất không theo quy hoạch, không theo quy trình sạch, đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường là nguyên nhân khiến chuối Đồng Nai vỡ trận. Còn với thịt heo, giữa lúc nông dân nuôi heo tại nhiều địa phương đang phải tự mổ heo đem bán với giá thấp nhằm tiêu thụ lượng heo tồn đọng, gỡ gạt chút vốn liếng, thì giá thịt heo đến với người tiêu dùng tại các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi vẫn không giảm là mấy. Nhiều người đặt ra câu hỏi vì sao giá heo hơi giảm nhưng giá thịt tại các điểm bán này lại không giảm. Đại diện Vietsan, một trong những doanh nghiệp cung ứng thịt heo lớn cho thị trường, lý giải điều này. Hiện tại bây giờ thì do cái lượng heo thặn dư của người chăn nuôi nó rất là lớn và làm cho cái giá cả nó xuống thấp. Tuy nhiên, đối với công ty Vietsan thì các cái nguồn mà chúng tôi đưa ra, chúng tôi tiếp nhận cung ứng từ các cái trang trại để mà đưa ra các cái thành phẩm cho cái thị trường thì chúng tôi chọn lựa ở một cái mức cái chất lượng rất là tốt và rất là cao, do đó thường thì giá của chúng tôi thu mua nó cao hơn là cái giá phản ánh ở thị trường heo hơi nó hơi cao hơn một tí xíu. Lý giải của Vietsan một lần nữa cho thấy trong khủng hoảng dư thừa thịt heo hiện nay, có thể nói thiệt thòi nhất chính là những nông dân chăn nuôi heo theo mô hình tự phát, không có liên kết với doanh nghiệp. Theo các chuyên gia, câu chuyện của chuối, của thịt heo là câu chuyện chung của nhiều nông sản Việt, trong đó có cả lúa gạo, thủy sản, v.v. Các câu chuyện này báo động về thực trạng sản xuất manh mún hiện nay và sự cấp bách của việc phải thay đổi thực trạng này. Bây giờ chúng ta thấy rằng ngoài cái không những gạo thôi, mà các sản phẩm khác, ví dụ như là dưa hấu rồi chuối rồi là thanh long rồi bây giờ thịt heo vân vân, rồi còn gạo chúng ta cũng thế. Bây giờ phải làm thế nào là phải có một cái người ta phải nhà nước phải tổ chức lại những cái gọi là liên minh về chiến lược cho nông nghiệp. Những liên minh này phải đi từ người nông dân cho tới nhà chế biến sản xuất ra hàng hóa và tới nhà phân phối, thì cái liên minh này mà làm việc một cách chặt chẽ với nhau thì tôi chắc chắn là cái sản phẩm mình sẽ có một cái chỗ đứng rất là tốt. Còn nếu mà chúng ta nhà nước, nhất là Bộ Nông nghiệp, để cho mạnh nông dân làm, mạnh doanh nghiệp thì doanh nghiệp thì cứ đi chơi với thương lái rồi doanh nghiệp làm ra không có cái chất lượng tốt thì nó bán là rất khó như thế. Tuy nhiên, cũng có chuyên gia cho rằng, vấn đề không chỉ ở khâu tổ chức sản xuất theo chuỗi, sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng. Nút thắt mà nông nghiệp Việt Nam đang gặp phải, đó là vấn đề dự báo cung cầu thị trường, vấn đề kết nối sản xuất với thị trường. Cái nút thắt của Việt Nam, của nông nghiệp không chỉ cá tra đâu, mà của tất cả các ngành nông nghiệp khác là vấn đề bán hàng và thị trường. Bán hàng không có nghĩa là chúng ta làm cái gì, ai mua cái gì thì là bán. Mà bán ở đây là phải hiểu thị trường, phải hiểu đối thủ cạnh tranh, phải nghiên cứu, phải tác động. Rồi phải có những cái chính sách, những cái hỗ trợ, những cái chương trình quảng bá như thế nào đến người tiêu dùng đó, rồi phải nghiên cứu về tác động, ví dụ như là hội đồng xuất khẩu thủy sản nó tác động đến thị trường Nhật đấy, họ có những nghiên cứu để làm sao để nâng cái ở một số thị trường khác đó, để nâng cái tần suất sử dụng cá lên ở đối với một số cái giới nào đấy chẳng hạn. Thế thì chúng nghĩa là họ rất là chủ động. Còn chúng ta thì sao? Hầu hết cái người sản xuất người Việt Nam là gì? Sản xuất theo mô hình, nếu mà nói là mô hình copy, thấy người khác làm mình cũng làm và cứ thế là làm thôi, còn không biết là bán đi đâu. Dù chuyên gia nhấn mạnh vai trò của nhà nước trong dự báo cung cầu thị trường nông sản, nhưng cũng có ý kiến cho rằng không ai làm tốt vai trò này bằng cái hiệp hội ngành hàng. Thực tế ở một số nước thành công với xuất khẩu nông sản cũng đã chứng minh điều này. Tuy nhiên, với tiềm lực hiện tại, nhiều hiệp hội tại Việt Nam cho biết rất khó thực hiện. Có thể nói không quá mới khi đề cập đến vấn đề sản xuất theo chuỗi hay vấn đề dự báo cung cầu với thị trường nông sản Việt, nhưng tổ chức như thế nào cho hiệu quả hợp lý và ai sẽ là động lực để thúc đẩy cho quá trình này diễn ra nhanh hơn, đến thời điểm này vẫn là câu hỏi rối bời với nông nghiệp Việt Nam. Kính thưa quý vị, chứng khoán Hang Sàng đã mất điểm trong phiên giao dịch ngày hôm nay 18 tháng 5. Sức tăng từ nhóm cổ phiếu ngân hàng không đủ để giúp cho VN Index có một phiên tăng tốc. Chỉ số VN Index khởi động khá chậm khi bước vào đầu phiên, tuy nhiên nhanh chóng sau đó với lực đẩy từ nhóm ngân hàng và chứng khoán, thị trường đã lấy lại được sắc xanh. Mặc dù diễn biến khá giằng co nhưng hoạt động giao dịch trên sàn tiếp tục diễn ra sôi động.
Chuyển sang phiên chiều, xu thế rung lắc trở lại với VN Index khi nhiều mã vốn hóa lớn chìm trong sắc đỏ, đà tăng từ cổ phiếu ngân hàng không đủ để hỗ trợ cho chỉ số. Áp lực bán tăng dần về cuối phiên khiến cho số mã giảm giá chiếm áp đảo toàn sàn. Nhóm cổ phiếu bất động sản đang chịu tình trạng chốt lời từ nhà đầu tư. Khép phiên, VN Index giảm nhẹ xuống còn 726,99 điểm, thanh khoản đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tương đương gần 220 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HN Index cũng diễn biến giằng co trong suốt phiên giao dịch. Các cổ phiếu chủ chốt hỗ trợ đáng kể cho thị trường, cho dù có dấu hiệu đuối sức về cuối phiên. Chốt phiên, HN Index giảm 0,48% về mốc 91,46 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 69 triệu đơn vị, ứng với gần 730 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, trong hơn một tuần qua, thì những biến động lớn trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đã khiến cho nhiều nhà đầu tư rơi vào tâm trạng bế tắc. Chỉ số S&P 500 và Dow Jones trải qua phiên giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 9 sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 17 tháng 5. Kết thúc phiên giao dịch ngày 17 tháng 5, cả 3 chỉ số chính trên phố Wall đều giảm điểm mạnh. Chỉ số Dow Jones và S&P 500 giảm tương ứng 1,78 và 1,82%, Nasdaq giảm 2,57%. Hơn một tuần qua được coi là thời kỳ sóng gió nhất trong Nhà Trắng kể từ khi ông Trump lên nắm chính quyền. Điều này đã tác động mạnh tới thị trường chứng khoán Mỹ và tâm lý các nhà đầu tư. Những tranh cãi xung quanh việc ông Trump sa thải giám đốc FBI James Comey và tin ông Trump tiết lộ thông tin tình báo mật cho các nhà ngoại giao của Nga trong cuộc họp tại phòng bầu dục vào tuần trước đã khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào tâm thế nao núng. Các nhà đầu tư cũng đặt ra nghi ngờ rằng liệu ông Trump có thể thực hiện lời hứa của mình đối với việc ban hành các chính sách cắt giảm thuế doanh nghiệp và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của ông trong thời gian tới hay không. Và không mấy lạc quan hơn, thị trường chứng khoán Mỹ thì kết thúc phiên ngày 18 tháng 5, thị trường chứng khoán châu Á cũng đồng loạt giảm điểm với tác động mạnh từ vấn đề chính trị tại Mỹ. Những biến động trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump với những mâu thuẫn xung quanh vấn đề ông Trump sa thải giám đốc FBI, người đang tiến hành điều tra nghi vấn Nga có dính líu can thiệp tới cuộc bầu cử Tổng thống 2016, đã đẩy các nhà đầu tư châu Á rơi vào tâm thế hoang mang bất ổn. Tại Nhật, đồng yên đã không tác động mạnh tới mức tăng trưởng GDP của Nhật Bản trong quý 1 2017, đạt 2,2% trung bình năm. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn vượt mức dự đoán của Reuters trước đó là 1,7%. Ngoài ra, cổ phiếu của các lĩnh vực và tập đoàn lớn cũng không nằm ngoài xu hướng giảm điểm của thị trường. Cổ phiếu của Toyota, Sony và Honda đều rớt giá, tương ứng 1,72%, 2,26% và 2,23%. Và kính thưa quý vị, phần 2 của chương trình cũng xin được khép lại. Xin mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của bản tin FBNC tối ngày hôm nay với những nội dung nổi bật sau đây. Liên hoan ẩm thực đất phương Nam năm 2017 tôn vinh ẩm thực đường phố. Lao động Anh bị cắt giảm lương lần đầu tiên trong 3 năm qua.